Hè đến rồi anh em ơi, nếu anh em có nhu cầu mua Wi-Fi hay thử vận may kim cương chỉ với 9k, truy cập ngay shop kellygaming.vn. Uy tín, giá rẻ, chất lượng, đường link Kelly để dưới phần mô tả và phần comment nha mọi người. Ok, hello mọi người nha. Hello mọi người, mình là Kelly đây. Mọi người ơi, thì kênh của mình đã đạt 3 triệu sub từ mấy ngày trước rồi. Thì hiện tại mình đang ở Điện Biên nhé, mình về Điện Biên rồi anh em ạ. Sắp tới là mình sẽ đi xuyên Việt. Đó. Mình hiện tại mình đang bị nghẹt mũi nên giọng của mình nó hơi lạ xíu nhá mọi người. Thì mình cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Kênh của mình cuối cùng cũng đã đạt 3 triệu sub rồi. Mình kiểu dạng là chờ lâu, cực kỳ lâu luôn ấy. Kiểu dạo tầm năm nay thì kênh của mình nó phát triển chậm lắm mọi người ạ. Nó kiểu ít sub lắm. Đấy, nên mãi mới lên được 3 triệu sub. Đợt trước thì kênh của mình lên nhanh, đợt này thì kênh của mình lên chậm rồi. Đấy, mọi người xem được video của mình nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp mình nha. Hôm nay đạt... thì kênh của mình đạt được 3 triệu sub, mình khá là vui anh em ạ. Hôm nay là mình có mua một con lợn đến để mà nướng ở đây. Đây là ở đằng sau nhà của Thành Côn nhé mọi người nhé. Mình sẽ nướng con lợn ăn mừng 3 triệu sub nhé mọi người. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Đây anh em ơi, đấy này thằng bút lên Điện Biên đấy, trốn Hường lên Điện Biên đúng không? Dân chơi Thành Côn rồi, hôm nay nướng lợn. Hôm nay mua một con lợn đến nhìn mặt kiểu dậy để mà kêu luôn anh em ạ. Ông dâu đen. Đây mình bây giờ là có vẻ chưa giòn. Mình có chuẩn bị một con lợn này bao nhiêu cân nhỉ? 18 cân. 18 cân. Đấy, 18 cân anh em ạ, khá là to luôn. Thì nay mình sẽ nướng con lợn này nhá. Đấy, bây giờ Thành Côn chủ trì bếp đi. Đây là gậy như ý trong truyền thuyết. Đây anh em ơi, mình ra nướng ở sân bóng ở trên nhà Thành Côn anh em ạ. Đấy, sân bóng này khá là to luôn, có một cảnh khá là chill luôn. Mấy thanh niên này đang làm gì đây? Chúng mày trộm câu cá đúng không? Hả? Không trộm à? Được con nào không? Mang lên đây nướng luôn. Nghĩa lắm, câu về cho mèo thôi. À, câu về cho mèo à? Khét đấy nhỉ. Vãi nồi anh em ơi. Thế này chắc giòn lắm rồi đâu này. Chắc là không giòn đâu. Thèm không? Đói chưa? Quá đói rồi, quá thèm rồi. Đấy, quá đói rồi đúng không? Đấy, nhìn Thành Côn này tính gì nhỉ? Đừng yêu chàng trai không thích cười bởi vì họ rất lười đánh răng. Đấy, thế có đánh răng không? Không. Ui giời ơi. Thế đừng cười nhá. Một tháng không đánh răng. Một tháng không đánh răng à? Thật, ngồi gần má. Anh là không ngon đâu. Có giò đâu? Đứng lên ngồi chắc là không có giò đâu. Có giò đâu? 10 giây cuối kìa mọi người ơi. Có thèm không? Đang no à? Ai da. Nó đang
quay video. Uầy, anh em nhìn con lợn kìa. Nhìn ngon chưa? Nhìn kiểu nó vàng ươm luôn kìa. Thèm lắm rồi anh em ạ. Đấy, nhìn quả con lợn kìa, bây giờ mới đang chảy xèo xèo. Bây giờ mình cực kỳ đói luôn. Thèm đói vết cả nồi ra. Đây anh em ạ. Con lợn này chín rồi. Đấy anh em nhìn có giò không? Có giò đâu? Có vẻ không giò đâu. Đấy anh em ạ. Bây giờ là chiến thôi đây. Con lợn này thuộc loại gì nhỉ? Lợn bóng đêm ăn mừng 3 triệu sắp. Đây, bây giờ là thử anh em nhá. Mình nghĩ là tụi mình ăn hết phần này thôi. Còn phần này tí mình mang về cho ông bà này, xong là bác đấy, để cho anh các kiểu ấy. Bây giờ chắc tụi mình ăn tầm này gọi là no say rồi đấy. Xem nào. Úi giời. Chín rồi. Chín rồi, nhìn nó mềm này. Này Thành quay vào gần này. Úi giời. Úi giời. Mặt như ra luôn rồi ấy. Úi giời. Lợn này lợn sứa mà anh em. Như đùi gà. Như đùi gà luôn, nhìn nó mềm này. Úi giời. Tụi thịt này. Ôi, chín rồi, chín rồi. Đóng á. Nhìn này, nhìn sớ thịt của nó này. Thử ra xem giòn không? Em ăn thịt. Ăn thịt cho chất. Ấy, làm miếng. Ê, anh em ăn thì anh em kia đi. Nóng quá anh em ạ. Đây. Đây là bát chấm siêu cay. Làm thử miếng á, chấm ngập vào luôn này. Xoay vòng á. Mình mời tất cả mọi người ăn cùng mình nha. Mình cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình lên 3 triệu sắp đây anh em ạ. Ăn đi. Nó kiểu dạng như là nó nhừ luôn rồi ấy. Có giòn không? Đây, mời các bạn nhá. Ui. Thấy thế nào anh? Giòn. Giòn. Anh thế nào? Chắc là không giòn đâu. Chắc là không giòn đâu. Ui. Có giòn đâu. Có giòn đâu. Sao mình lại phải chịu cái cảnh quay nhỉ anh em? Thành cô là người ở đây, mỗi Thành cô biết quay chịu thôi đúng không? Quá chuẩn luôn. Hy sinh cho anh em rồi. Ui, kiểu vừa chín tới luôn, ngon chưa? Đây. Đây miếng này cho Thành cô nhá. Đây, đó. Ăn luôn. Đây, Thành Côn đây. Mình mời mọi người nha. Đá quá Pepsi ơi. Út cho tí cảm nghĩ khi được 3 triệu sắp đi. Cảm nghĩ của mình là rất vui. Trước mình làm YouTube là mình không ngờ là mình có thể đạt được 3 triệu sắp đâu. Mình chỉ mong có một kênh để bật kiếm tiền để mà kiếm được đủ ăn mì tôm thôi. Đấy. Bây giờ Thành hỏi thật nhá. Bây giờ thế bây giờ là được 3 triệu sau rồi còn nhớ đến cái thời đạp xe đi ra quán điện tử livestream không? Ôi giời ơi. Đấy, anh em quán điện tử ngày xưa mình livestream. Đây. Đấy nước ngọt chúc mừng. Ngon quá. À đây, nước làm miếng nước ngọt này. Là cái hả? Đây. 1 2 3. Yo. 1. Đây Tuấn. Mời tất cả mọi người nhá. 1, 2, 3, go! Chúc mừng Kelly. Không đá quá Pepsi ơi à? Đá quá Pepsi ơi. Ok anh. Bây giờ mình... Chúng đặt 4 triệu sắp. Thử sư sườn. Đây là hay làm miếng đùi này nhỉ? Ấy, hôm nay ăn lợn quay thế là ngày mai ngày kia là lại phải đi xuyên Việt rồi. Chuẩn bị ăn mì tôm rồi. Đi xuyên Việt. Chuẩn bị ăn mì tôm rồi. Ăn nhờ ở trực thôi.
À, không biết anh em có cho mình ăn nhờ trước không ấy? Nani? Hôm nào đi xuyên Việt là đi ăn nhờ thôi anh em ạ. Đi xin vào nhà người dân ăn nhờ bát cơm đấy. Cơm nguội. Anh em nào thấy mình thì cho mình xin bát cơm nhé. Bây giờ ăn cứ cho no say đó. Ngày mai nhận cơm mẹ nấu bữa ăn bữa bỏ, bước ra đời bữa đói bữa no. Thành côn sắp rõ rãi rồi. Đây là chấm chéo ấy, anh em. Lợn non chín ác nhở. Đây. Chín, trong hơi chín. Ừ. Ăn thịt lợn phải ăn thế này nó mới ngon chứ. Thảo làm miếng đuôi à? Cho Thảo đi, không biết. Anh em nhớ tăng anh Sapa TV vào nhá. Có giỏi không? Ăn như này có đúng là kiểu Sapa TV không? Anh em nhá, nhớ tăng anh Sapa TV vào xem cái ăn kiểu như này đã đúng kiểu của anh ấy chưa? Không, chắc không đúng đâu. Chắc là không đúng đâu. Chắc là không đúng đâu. Mình ăn miếng nhỏ gì à? Ê chưa? Ăn mà ăn phải ăn ngập mồm ấy. Ra rồi. À, mọi người bảo anh Kelly ăn từ từ thôi, sợ người ta ăn hết. Thôi thế bây giờ mình ăn từ từ nhỏ nhẹ nhá. Không là ăn miếng to nữa. Anh Tuấn làm miếng này. Bây giờ mình sẽ làm miếng da rồi mọi người ạ. Miếng da có giòn không? Đây mọi người ơi. Giòn đấy. Quả này dâu đen chịu thua đấy. Giòn thế này mà. Mình mà được 5 triệu sắp á, mình mổ trâu ăn mừng luôn. Really nigga. Thế phải hứa luôn, bây giờ phải tạo lời hứa luôn. Mà chắc không được 5 triệu sắp rồi. Ngày trước là lúc đấy là mình kiểu nhiều view ấy. Ngày trước là được 1 triệu sắp đúng không? 2 triệu sắp, 1 triệu 6 sắp là ăn cua hoàng đế ăn mực đấy. Bây giờ hết tiền rồi, nghèo rồi. Đấy, view có vài trăm view thôi. Nên là ăn lợn đấy, con lợn này mình nhờ bà mình mua hộ có giá là 800 nghìn mọi người ạ. Đấy, con lợn này 18 cân mua 800 nghìn. Nani? Anh em mình thì không thích ăn thịt, mình thì cứ thích ăn nửa thịt nửa mỡ đấy. Đây là miếng sườn dính mỡ đấy. Mọi người nhìn xem mình ăn nhá. Cái kiểu này có đúng là cái kiểu mà kiểu gì nhỉ, gọi là kiểu gì nhỉ, của ông dâu trắng không nhá. Xem mình em, mỗi tội chưa có dâu đâu. Không giòn đâu. No gì à? No rồi. Con lợn này công nhận ngon thật, kiểu nó là không dai nhỉ, mềm lợn sữa. Kẹp nách ấy. Đúng rồi. Luôn. Cả ngày nay không ăn gì. Con này toàn ăn xả thôi nên là nó ngon là phải thôi. Bụng nó này mọi người xem này, toàn xả này, đây là ngon là phải. Nó là xả. Đúng là lợn của Thành Côn nước có khác. Nó còn chưa đi đi về kép xong. Đây. Nước chấm cay quá. Ôi, quả nước chấm. Đây, mình mời mọi người nha. Làm miếng đuôi ăn cho nó ngon. Ăn xong cái này là ok. No lắm rồi. Thank you.
Rồi. Ăn chắc là hết tầm 2 cái đùi. Bây giờ chắc là video của mình đến đây kết thúc thôi mọi người ạ. Đấy, video ăn mừng của mình chỉ có như thế này thôi. À, tí còn cái mấy này tí mang về ăn mừng cùng ông bà tiếp đấy. Chắc video của mình đến đây kết thúc nhé. Bye tất cả mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ mình nha. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Nhớ like và chia sẻ nhé. Bye bye. Mọi người nhớ ủng hộ cả mình nha.